xin mời chào toàn thể quý vị khán giả yêu quý. Hôm nay anh em DVS là rất là vinh dự là được lên một cái bộ karaoke cho anh Duy Lâm. Anh Duy Lâm thì anh ấy có mic rồi, anh ấy chỉ lấy vang đẩy vào đôi loa của mình thôi. Thì trước mắt các bác đang xem là một đôi loa full JBL 725 2340 một kèn. Đây là đôi loa từ neo các bác nhá, bát neo tem neo luôn. Và một chiếc vang số JBL K12 này và một chiếc cục đẩy Martin MX36000VK. Martin thì trong bây giờ càng ngày số càng to các bác, nhưng mà cơ bản là máy thì chất máy nó cũng vẫn vậy. Thùng JBL 725 sơn sần các bác nhá. Đây là thùng nhà em, thùng sơn sần thì các bác nhìn đẹp không? Đấy, rất là đẹp. Đây là ra phía sau máy đây nhá. Đấy, thì anh lấy cái con này thì là đang đấu hai kênh, kênh A kênh B, còn lại kênh C kênh D thì anh Duy Lâm anh sẽ làm thêm một cặp súp nữa, sẽ đánh thêm một cặp súp đơn nữa, nhưng hiện tại là chắc là chưa có lúa hay sao thì là mới đặt loa vào dàn máy thôi. Đấy, trước mắt các bác đang xem là một cái bộ này mà hát ở trong gia đình thì phải nói là tát nhà nát cửa rồi. Bộ này là chính ra là các bác đi cho thuê đám cưới hoặc là đánh như chương trình nhỏ nhỏ đấy thì mang một đôi này đi liên hoan ngõ liên hoan xóm mang một đôi này đi là ok luôn. Anh Di Lâm thì chẳng hiểu ra sao, chắc là nhà to vườn rộng hay sao, mang ra vườn để đánh cho chim chóc nó nghe thì phải. Đầu tư hẳn một đôi này, sau lại lấy thêm cả một đôi súp đơn nữa, đánh như là tan nhà nát cửa mất, chịu làm sao được. Ok, bây giờ lại tiếp tục lên nhạc một tí nữa nha, test nhạc một chút nữa nha, mời các bạn đón xem. Và lát nữa thì sẽ test về phần micro. Nói chung là loa từ neo thì tiếng rất là hay. Ok, to nhạc lên. To, cơ bản là nó đánh to nhưng mà tiếng nó đánh nó phải rõ và nó sáng, tiếng sáng và rõ ràng các anh nhá. Bát neo tép neo luôn, phân tần đẹp, phân tần 75 luôn. Công tắc ở đằng sau có công tắc gạt ấy. Công tắc gạt passive và BM có tác dụng luôn, không phải là công tắc gạt cho vui các anh nhá. Giờ vừa rồi nhập được cái lô phân tần đấy khá là đẹp. Nghe được phết các bác. Ok, bây giờ thì sẽ test qua cái tiếng micro nhá. Hôm nay DVS này vẫn sử dụng cái cây micro quen thuộc CAFP12 Pro. Mic có dây, dùng luôn mic có dây cho nó được việc, đỡ phải mic không dây mất công cắm. Alo 1 2 3 4 5 6 1 2. Các bác nghe cái tiếng xì nhá, các bác nghe cái tiếng xì của em ấy. Cái tiếng xì ra cái loa từ neo này nó rất là mịn và nó rõ ràng, nghe cái xì cái đuôi nó mượt ok luôn nhá. Đấy, các bác nghe cái tiếng xì của em ok luôn. Nhại, vang nhại thì nói thẳng vào luôn là riêng cái con vang này thì em mà cài effect thì không có chê vào đâu được các bác. Vang nhại thì cài con này thì khéo, hát là ăn tiền luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thực ra là cũng ngại hát các bác, tại vì tầm này người ta đi làm về cũng khá là đông người. Xung quanh hàng xóm đây người ta làm công nhân viên chức cũng nhiều. Mà loa thì cũng to, ví dụ như nhỏ nhỏ thì mình bật mình hát ở trong nhà thì nó dễ, nhưng mà lôi ra ngoài này mà hát to thì như hôm vừa rồi bật to cũng hàng xóm bà con cũng vài người người ta cũng dị nghị nên là cũng hơi ngại. Chứ kể ra mà bé thì trong nhà thì hát luôn, chiến luôn một bài nghe cho nó phấn khởi. Rồi ok. Đấy, với một cái cấu hình này thì là anh Duy Lâm thì anh về anh đập thì chắc là tan nhà nát cửa rồi. Quánh thì rụng hết ngói, quánh sạt ngói luôn.
đấy, chưa có súp mà bánh đã khá là phê rồi. Cấu anh này về thêm hai con súp 50 nữa vào thì dã thì kinh khủng khiếp luôn. Ok, đấy, bây giờ thì bên em sẽ đóng hàng và sẽ gửi cho anh Duy Lâm nhá. Và xin cảm ơn anh Lâm đã tin tưởng và đặt hàng bên DVS, thay mặt toàn bộ anh em DVS thì em xin kính chúc anh và gia đình mạnh khỏe, nghe nhau vui vẻ và thật là hạnh phúc. Ok, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả yêu quý. Chào dừa ngón này. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá, và nhớ đăng ký kênh của DVS để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của em nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.